Chúng ta tiếp tục cái phần uh, tính khấu hao tài sản. Có hai trường hợp thế này. Xảy ra hai trường hợp xảy ra cho ba cái mô hình công ty chính và chúng tôi phân loại ra nó là đầu tiên là thương mại, dịch vụ, đơn thuần. cái này dễ cứ vào tính khấu hao chọn tháng là xong đúng không cái thứ hai là xây dựng ừ, tư vấn thiết kế rồi cái thứ ba là sản xuất sản phẩm bằng mọi cái là cái tất cả những cái sản xuất sản phẩm thì đều cho nó vào một mô hình là sản xuất xây dựng là xây dựng là kinh doanh thương mại dịch vụ đơn thuần thì nó cũng không có gì là lòng hoàng cả cái việc tính hoa đơn giản lắm à, đối với công ty thương mại đơn thuần này các bạn vào tính hoa wow này à, đây các bạn chọn tính hoa wow, ví dụ tháng 2 chúng ta tính rồi chúng ta chọn tháng 3 thì chương trình sẽ tự động cái này thôi à, đưa vào cái tài khoản ở đây thì chúng ta hạch toán vào ví dụ như nó nó phục vụ quản lý chẳng hạn 6422 ạ đấy thế thì ở đây đối với cái số liệu một thông tư uh, 133 thế còn các bạn uh, dùng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ còn các bạn hạch toán theo thông tư 200 thì chúng ta ở đây sẽ là tài khoản 6424 nhé nó là cái tài khoản uh, chi phí quản lý cho khấu hao tài sản cố định thế chúng ta cứ chọn lưu lại là xong rồi thế thì bây giờ tháng 3 chúng ta tính xong rồi thế bây giờ đến tháng tư tôi ví dụ cho một cái công ty công trình uh, xong nhá ví dụ cho công ty công trình à cái công ty này khá phức tạp ở chỗ này trong tháng tư hiện tại đang thi công 10 công trình. trình à, nhưng mà về bản chất ấy, cái tài sản máy xúc nó chỉ phục vụ hai công trình mà đã hai công trình ấy thì các bạn biết là à, đương nhiên này các bạn phải có bảng ghi ca máy phục vụ công trình nào ví dụ tôi ví dụ ở đây công trình công trình 01 là 17 k à, công trình 02 là 9 k à, tổng cả cái 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 máy này nó phục vụ trong cái tháng tư đấy. là 26k. 26k máy. Như vậy thì cái phần uh, phần giá trị khấu hao của tài sản này không thể đưa vào cho chung cho 10 công trình được đúng không nó có phục vụ 8 cái công trình còn lại đâu mà các bạn cứ đưa khâu hao vào thế nhưng mà có những phần mềm nó không 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 đáp ứng được cái vấn đề này thì các bạn lại phải tính ra để các bạn để lập chứng từ chung cho nó lập một cái chứng từ kế toán để để, để các bạn tự hạch toán thế cũng vất vả đúng không nó chả khác gì làm thủ công Thế nhưng mà cũng có những cái trường hợp là kế toán ấy, người ta lại không tỉ mỉ trong cái phần này. Thế người ta cứ tính hết tài sản như thế đưa vào chi phí chung cho lại phân bổ, cứ làm đại như thế. Cuối cùng cái giá trị khấu hao nó tăng lên, nó không phân bổ đều, chứ phân bổ cho cả 10 công trình. Theo cái nguyên vật liệu hay là nhân công hay là chi phí chung, hay máy thi công gì đấy thế nhưng mà ở trong này chúng tôi đã thiết kế sẵn một cái giải pháp để cho các bạn xử lý cái vấn đề này. Điều thứ nhất chúng ta cần đấy là cái bảng nhật trình ca máy. Và như thế này thì chúng ta sẽ thấy được nha. Chúng ta ví dụ chúng ta tôi sẽ khai vào thêm một cái tài sản. Nó không không hai đi đúng không? Cái này là à, máy lưu nhá ở đây đơn vị tính là cái đi tôi nhanh máy móc ở đây anh chữ mở ra máy móc thiết bị số lượng một cái giá mua một tỷ rưỡi à, phòng ban ok cứ chọn đại phòng nào đấy đúng không gọi là đúng không? trạng thái là đang dùng tính câu hao là bắt đầu từ 01 01 2016 đi đấy thì ở đây là 211 đấy 2141 đấy. ở đây là 154 nó phục vụ công trình mà đúng không có một tỷ rưỡi rồi, ở đây là số tháng khấu hao của nó là 120 tháng Thì ở đây nó tự nhiên là chúng ta thấy là nó đã tính ra cho chúng ta là đã sử dụng 12 tháng Nhưng mà 12 tháng đấy thì các bạn nhìn thấy từ tháng 1 năm 2016 đến tháng 1 năm 2017 ấy, Trong phần mềm là Sử dụng 12 tháng nhưng mà 12 tháng này tôi chả có gì cả Thì tôi không khấu hao thì tôi xóa cái chỗ này đi nhá Có nghĩa là tôi chưa sử dụng Có đấy nhưng mà tôi chưa làm Đấy đúng không không phải là cứ mua về là cứ bắt buộc phải khấu hao chúng tôi có trả làm cái gì công trình thì không có thì khấu hao vào đâu đúng không thế thì chúng ta xóa cái thời gian đã sử dụng thì chúng ta chọn cái này chúng ta chọn lưu đi à, tôi sẽ ví dụ như là cái máy xúc này nó sẽ phục vụ hai công trình như cái ví dụ ở đây còn cái này nó phục vụ 10 công trình cái này không phân bổ theo giá trị của công trình mà nó phục vụ 10 công trình cứ đều nhau như thế đúng không tính khấu hao thì nó đưa vào chung để sau này nó phân bổ theo cái cái giá trị uh, của nguyên vật liệu nhưng cái này thì nó cụ thể cho từng công trình đấy thế thì ở đây ví dụ chúng ta có đối tượng là chi phí là các công trình chúng ta thêm mới một cái không ba nữa đi đúng không bạn là không ba này đúng không công trình các bạn mà cảm thấy yên tâm các bạn cảm thấy thử thách với cái vấn đề này các bạn khai báo cho mình hết 10 công trình nhé nhé tự khai báo ở trong đấy phần này dễ chúng ta vào phần này mới là phần quyết định cái việc các bạn sử dụng cái phần tài sản như nào bảng phân bổ hệ số tài sản cái bảng phân bổ này giúp các bạn phân bổ cho các công trình của một tài sản nó từ thời điểm nào đến thời điểm nào phân bổ phân bổ chi phí công trình à, từ khấu ao tài sản tôi thì tôi đánh sẵn rồi đâm ra tôi phải lựa theo cái, cái lời văn để nói toàn văn nói cả thầy văn viết đúng không phân đáng lẽ chỗ này là phải phân bổ tài sản phân bổ có tài sản bắt đầu từ 0104 các bạn nha đến 3004 ở đây các bạn lưu ý này các bạn nên sử dụng từng tháng và nếu sang tháng sau mà có thì các bạn chọn cái nút sao chép này các bạn chép ra một cái là các bạn lại đổi hệ số nó đi theo ca máy là các bạn cứ ok thế các bạn làm rồi chứ các bạn đừng có đánh một phát là từ tháng 1 đến tháng 6 cuối cùng là cả tháng 6 tháng nó cứ chạy theo cái hệ số đấy là không được đúng không? chứ trường hợp khi các bạn tổng hợp tất cả và làm báo cáo theo theo quý ở à đây máy xúc này đối tượng là vào chi phí là công trình một nha công trình một này Ông này lúc nãy chúng ta khai báo công trình 1 là 17k có hệ số chúng ta đánh vào đây 17. Ồ, oh, khoản mục chi phí nó là chi phí chung. Rồi, tiếp theo. Vẫn là cái máy xúc này nhưng mà nó là công trình 02. Thằng này là 9k, chúng ta đánh vào đây. Thế sau thì chúng ta lưu lại. Thế các bạn thấy là cái thằng này nó sẽ phân bổ ra hai công trình. Còn cái thằng kia nó sẽ ra không ra công trình mà nó ra tổng chúng ta đóng đi chúng ta vào phần tài sản cố định chúng ta nhìn thấy tính khấu hao này trong tháng tư chúng ta chọn thêm mới nhá tháng tư này Đấy, các bạn chọn đồng ý này các bạn nhìn thấy có một sự khác biệt ở đây là cái giá trị khấu hao của cái tài sản này nó được chia ra cho hai công trình nhìn thấy không thằng này 19 k đúng không à 17 k đúng không thằng này công trình một đúng không công trình một 17 k nó chia 6 triệu tám thằng này À, 9k nó chia cho 3 triệu 6 như vậy là các bạn nhìn thấy là đã rất là cụ thể khi đưa vào cái tài khoản như cái thằng này thì nó chả vào công trình nào cả đúng không ta chọn khoản mục chi phí chung rồi chúng ta lưu chứng từ là xong đấy như vậy là các bạn nhìn thấy là cái việc này nó cũng giống như cái phần tài sản cố định mà các bạn làm cho đối với cái doanh nghiệp sản xuất ấy. cái doanh nghiệp sản xuất này này cái doanh nghiệp sản xuất sản phẩm này này Thì nó cụ thể Có những cái tài sản nó chỉ phục vụ có một cái công đoạn sản xuất thôi Cái tài sản nó phục vụ một công đoạn sản xuất thôi Thì các bạn đưa vào cụ thể cái tài sản đấy là Cho cái công đoạn nào tức là nằm Thường cái sản xuất thì chúng ta phân bộ phân cái tài khoản 154 Theo từng công đoạn sản xuất Và cái tài sản đấy sẽ đưa được vào tài khoản 154 nào Đúng không? Đưa vào tài khoản cái chỗ này Chỗ này 154 nào một năm thứ một một năm thứ hai hay là một năm thứ năm thứ sáu gì đấy như vậy là chúng ta đã nhìn thấy là cái phần khấu hao tài sản nó là cũng là không, không, có gì là là khó đúng không là thực hiện xong cái phần đấy lưu ý cho tôi cái phần là phân bổ cái giá trị khấu hao của tài sản theo công trình đấy, cái đấy rất là cực kỳ quan trọng nếu bạn nào làm kế toán mà tỉ mỉ thì, thì tốt quá đúng không chúc các bạn thành công